50 loves. Điểm winner dành cho Novak Djokovic. Cú đánh ngược hướng di chuyển trái tay dọc dây. Rất đáng tiếc cho Novak Djokovic khi mà cú đập smart của anh là không đủ khó. Những tình huống vô lê. Vaina vừa có một tình huống. Quá ấn tượng với cú đánh thuận tay của Nole. Bóng đã đi ra ngoài rồi. Bóng đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Bóng đi ra ngoài rồi. Bóng đi ra ngoài. Và sau đó là khoảng thời gian được nghỉ khi các tay vợt đổi sân ở trong set. Novak Djokovic thêm một điểm winner nữa đến từ cú đánh thuận tay của Novak Djokovic. Thêm một điểm winner nữa đến từ cú đánh thuận tay của Novak Djokovic. Thêm một cú giao bóng tốt nữa của Baena.
cú trái tay quá khó chịu của Novak Djokovic. Murray đang tấn công một cách triệt để và cũng rất hiệu quả nữa. Bóng không đi qua lưới. Đổi hướng đánh rất ấn tượng của Novak Djokovic. Cú đánh insane quá tốt. Cú đánh trái tay xuất thần của bài nào. Lại tiếp tục là một điểm winner đến từ cú đánh trái tay của bài nào. Bana quá lì lợm. Bóng đã đi ra ngoài rồi. Cú đánh chéo ra ngoài mang cá quá hay của Novak Djokovic. Murray lên lưới cực nhanh để khép góc. Và sự khác biệt giữa những tay vợt top đầu và những tay vợt như là Baena thì nó khác nhau ở những khoảnh khắc. Một điểm số quá đẹp mắt đến từ cả hai tay vợt. Lại tiếp tục là một cú bỏ nhỏ. Lần này thì Baena đã đoán được ý đồ tấn công của Novak Djokovic nhưng cũng mở góc tốt và tấn công ở góc còn lại cũng chuẩn xác không kém. Thank you.
Một cú đánh với điểm rơi rất chuẩn xác của Novak Djokovic. Rana quá kiên trì. Lên lưới và dứt điểm một cách gọn gàng. Và cuối cùng thì Novak Djokovic cũng đã vượt qua được Rana. Novak Djokovic có một set đấu hủy diệt trước tay vợt người Tây Ban Nha. Các cộng tặng chọn bộ đầu thu và một tháng thuê bao khi đăng ký mới. Có các cộng là có Tết.